xin chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh báo hùng audio và clip này em xin review bộ phân tần quá là khủng của cặp loa jbl ti 5000 và mẫu loa này thì sử dụng là bốn loa và bốn đường tiếng chính vì vậy thì cái hệ thống phân tần của nó bắt buộc phải làm rất là chỉn chu và kỹ càng để làm sao các cái giải âm được cắt chuẩn nhất đó, và trong đó thì uh, uh, như chúng ta thấy thì có một loa uh, loa bát loa trầm uh, và một loa uh, mít mid, mid lâu tức là một loa trung trầm một loa mít hai là trung cao và một loa chép đó. toàn bộ uh, tụ đều sử dụng những cái uh, tụ và trở uh, của benic benic là một trong cái, những cái thương hiệu sản xuất uh, tụ có thể nói là linh kiện hàng đầu thế giới đó với những cái chất lượng của ở những cái toàn tụ này sẽ cho những cái uh, tần số được uh, cắt rất là là chính xác và đưa ra các cái loa uh, cho những cái chất âm bóc tách và chi tiết chúng ta có thể thấy nhìn thấy là một cái bảng mạch rất là to lên tới khoảng 30 nhân với 40 cm ở ba khoảng 25 25 nhân với 40 Đó. rất là to đúng không ạ Ngại cả một cái bảng mạch rất là to nằm dưới đáy của loa à, đây, nhìn cái đĩa CD của em này đây, nó to như này nó gấp uh, gấp khoảng gần 4 lần cái, cái đĩa CD này chúng thấy không ạ những cái quận cảm cũng được làm rất là kỹ càng để cắt cho dài trầm à, có thể nói rằng uh, loa JBL T5000 ấy thì được làm uh, rất là kỹ và được hãng đầu tư làm rất là chỉnh chu thưa quý vị bạn đó về về phía các cọc loa thì uh, sử dụng những cái cọc đồng chất lượng cao cọc này thì là những cái cọc cao cấp của JBL rồi quen thuộc rồi đó JBL bên Naplue rất nhiều các hãng sử dụng cái cọc cọc loa này thưa quý vị bạn đó. cái cọc này là một trong những cọc dẫn điện rất là là tốt này. Đó. được mạ được mạ mạ vàng chính vì vậy thì cái uh, việc mà mà kết nối nó cũng nó không thứ nhất là không bị oxy hóa thứ hai là kết nối nó nó không bị mòn nhiều đó còn uh, việc truyền dẫn tín hiệu thì đồng nguyên chất vẫn là ok nhất đó. và những cái dây uh, loa của JBL thì bao giờ cũng vậy thường xuyên là sử dụng những cái dây uh, dây có chất liệu bằng đồng mạ bạc đó là là đặc trưng của những dòng loa JBL thường xuyên sử dụng những loại linh kiện như vậy đó. một dàn tụ một dàn uh, uh, trở chúng có thể thấy rất là nhiều luôn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 con trả sứ đó 11 trả sứ và rất nhiều rất nhiều tụ này Dây đặc bởi vì là nó nó sở hữu bốn loa và bốn đường tiếng chứ như vậy thì nó sẽ phải cần một hệ thống phân tần có thể nói rằng phải làm rất là 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 gấu thì mới cắt được cái mạch cắt được cái, cái tần số nó ra chuẩn như vậy trầm này mid low này, mid high này, chép này. Đó. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Chúng ta có cơ hội để trải nghiệm cái cái phân tần uh, rất là khủng của cặp năm 5000 và đây là một cái cặp loa mà thực sự rằng em rất là tâm huyết, rất là yêu. Đó. và bao nhiêu hàng về thì hầu như là là ở Việt Nam ấy thì đều về tới shop báo hồng audio hết mà bên em hầu như là 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 bán rất nhiều các cái dòng loa này đó và vì bên em đã có những cái công thức phối ghép vừa có những cái, cái 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 cặp loa tuyển chọn đẹp cho nên được anh em ủng hộ rất là nhiều xin cảm ơn mọi người rất nhiều chất lượng không ạ loa bát 30 cm này có sử dụng là gân là gân mút này đó, gân mút này màng giấy này nón giấy này đó, và cái lòng bát nó rất là sâu thưa quý vị bạn nó sâu chính vì vậy thì cho cái giải trầm của cái cặp loa này nhé giải trầm em thực sự rất là ưng ý và rất là là yêu luôn cái giải trầm đó, có hai loa chung thì bên dưới là một loa trung trầm bên trên là một loa trung cao và bên trên nữa là loa chép chép titan chép titan là đặc trưng của hãng JBL rồi ở bên cạnh đây chúng ta xem ở bên cạnh thì được uh, có một cái tấm gỗ sơn piano rất là đẹp để cách điệu giữa cái mặt loa cũng như là 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 cái vỏ bên cạnh của loa đó và bên cạnh của cái cái tấm cái tấm piano này thì có hai cái đường chỉ nhôm rất là đẹp đây một đường, bên này một đường. Đó. cặp loa thực sự là rất là nhấn nhá và có thể nói rằng rất là hiện đại và phong cách. Quý vị các bạn nào đang tìm cho mình một cặp JBL trên dưới 50 triệu thì đây sẽ là một cái cặp loa mà em chắc chắn rằng khó có đối thủ nào trong tầm tiền đó mà hay như cặp loa này được. Đó, và chắc chắn là nếu như quý vị bạn nghe trực tiếp thì sẽ ưng ngay với cái chất âm của cặp loa này. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Nếu như quý vị bạn nào có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại